Rubik làm cái khu phức hợp vui chơi giải trí mua sắm bằng container. 90% cái vật liệu xây dựng mà Rubik sử dụng đến từ những cái container cũ là những vật liệu tái chế. Tụi em đã thành công tạo dựng được 200 gian hàng thời trang, ẩm thực, khu vực sân khấu, khu vực biểu diễn ngoài trời và những khu vực cho trẻ em. Tức là bạn bỏ tiền ra để bạn design thiết kế hoàn toàn là một cái chợ, sau đấy chúng tôi muốn thì vào đấy thuê từng ô, đúng không? Dạ đúng rồi. Với cái lợi nhuận của em là 3 tỷ một năm thôi, em bây giờ em kêu 10 tỷ cho 10% thì em chả phải làm gì, em cứ đóng cửa vào xem có 10 tỷ này sẽ là đủ hoặc lợi nhuận cho 3 năm tiếp theo rồi làm gì nữa. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng đốc luôn ạ. Founder chính của bên em là 98%, em 1% và hai bạn còn lại là mỗi bạn 0,5% ạ. Tại sao 1% này đại diện cho 98% đi ra đây làm gì? Em có chưa sở hữu ông chủ. Sở hữu ông 98%. Hoàng Tuấn Anh sao lại không lên đây? Các bạn ở đây là những bạn vận hành chính thì em muốn các bạn có thể tự kêu đội đầu tư này nọ thì mấy bạn sẽ chủ động hơn trong tương lai. Thực ra chúng tôi mà muốn đầu tư vào các bạn phải biết bạn chủ là ai. Yeah. Con người mới là cái quyết định của thành công. Yeah. Còn cổ phần chiếm bao nhiêu cũng không quan trọng. Ý tưởng, concept hợp lý. Tuy nhiên là cái lo ngại nhất của tôi ở đây đó là tính rủi ro rất là cao. Cái điều kỵ nhất đối với cái business làm về bán lẻ đó là vấn đề mặt bằng. Và cứ mỗi lần di rời như vậy lại mất khách hàng. Lợi nhuận của bạn là xuống âm ngay. Chúng ta là SME thì chúng ta phải thực tế cái multiple, tức là cái giá doanh nghiệp dựa trên tỷ lệ của lợi nhuận hàng năm ấy, cái multiple cao nhất có thể chỉ khoảng 5 lần. Năm nay các bạn lợi nhuận được 3 tỷ thì giỏi lắm, thì valuation của bạn tại thời điểm hiện tại chỉ là 15 tỷ thôi. Mà vậy mà các bạn hiện nay các bạn đang kêu định giá valuation của doanh nghiệp là 90 tỷ, tức là gấp 6 lần so với tiềm năng thật sự của các bạn. Ý tưởng để kinh doanh cái việc này rất là tốt, tạo sân chơi cho công nhân, cho những người lao động sau giờ làm việc với một cái giá cả hợp lý. Ở đây tôi thấy rằng các bạn hơi bị khát vọng quá, chuyển thành tham vọng. Cái định giá công ty quá là ảo tưởng. Tôi cho rằng là các bạn đang không thực tế. Và nếu hợp tác với những người không thực tế thì khả năng thành công là rất là thấp. Đã có rất nhiều startup rất đình đám, một vài năm cũng chết. Nó là mô hình kinh doanh theo trend, lên rất là nhanh nhưng mà xuống cũng rất là nhanh. Chính vì vậy nên là cái mô hình kinh doanh này của bạn mình đánh giá là ngắn hạn, rủi ro cao. Lúc đầu ấy là sau khi mình nghe thì mình đã dự kiến là mình không đầu tư rồi. Tuy nhiên nếu mà các bạn đã đưa ra một cái hướng đi về các khu công nghiệp để lo cái giải trí cho công nhân thì đó chính là cái lý do mà mình cảm thấy rằng là nó còn hợp lý hơn. Nhưng mà cái định giá của bạn đưa ra là không tưởng. Nên là nếu mà tôi có thể đầu tư theo cái hướng để mà hỗ trợ về nông thôn, người nghèo, hỗ trợ công nhân thì với đám 10 tỷ bỏ vào trên cái định giá 15 tỷ mà tôi đưa ra thì Shark phải chiếm 40% với điều kiện